nhà chống dịch Covid-19, cô giáo tiểu học đăng bộ ảnh bikini đẹp hút hồn. Trần Nam Trân sinh năm 1996, cựu nữ sinh trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với danh xưng cô giáo tiểu học xinh như hát gơn. Trong thời gian thực tập tại một trường tiểu học, loạt ảnh Nam Trân mặc áo dài đứng trên bục giảng từng gây sốt mạng xã hội. Nam Trân hiện tại tạm dừng công việc dạy học, trở thành mẫu ảnh và TikToker nổi tiếng. Mới đây, cô nàng vừa chia sẻ trên Facebook cá nhân loạt ảnh diện bikini xinh đẹp và gợi cảm. Không cần lên concept chỉnh chu hay đội ngũ chụp ảnh hùng hậu, chỉ với một chiếc điện thoại, hát gơn Trân Trần đã cho ra loạt ảnh xinh đẹp, gợi cảm hút hồn. Loạt ảnh thu hút hơn 44.000 lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Dân mạng dành cho Nam Trân những lời khen ngợi về dung nhan nóng bỏng. Loạt ảnh này được cô nàng chụp ở quê nhà trong thời gian nghỉ chống dịch Covid-19. Gương mặt ngây thơ, xinh xắn của cô gái 25 tuổi khiến nhiều người mê mẩn. Nam Trân vốn là cái tên nổi đình đám trên Facebook, Instagram và cả TikTok. Cô nàng xinh đẹp rạng ngời trong mỗi bức hình. Vóc dáng nụt nà cùng ba vòng gợi cảm được xem là vũ khí lợi hại của Nam Trân. Cô giáo tiểu học sở hữu chiều cao khá ấn tượng, 1m66. Số đo ba vòng của cô nàng là niềm mơ ước của nhiều người, 83-58-92cm. Sở hữu nhan sắc nổi bật, cô từng là mẫu nội y ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nam Trân không ngại gièm pha, thoải mái chia sẻ những bức hình nóng bỏng trên mạng xã hội. Cô tự tin, bản thân biết cách lựa chọn trang phục đúng với hoàn cảnh, môi trường nên không gây phản cảm. Nam Trân sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có truyền thống làm việc trong ngành giáo dục. Bởi vậy, dạy học là công việc mơ ước của cô nàng. Nam Trân dự định, khi tiềm lực kinh tế ổn định, cô sẽ theo đuổi công việc dạy học lâu dài.